Em chào tất cả các bác. Em lên sắm một chiếc đồng hồ smartwatch mắt. Chiếc này chiều cao là tới 47 cm nha các bác. Còn chiều ngang qua là tới 38. Chiếc này to khủng lắm nha. Chiếc này đến giờ nó mới mở mặt nha các bác. Mở mặt là thay đổi nhạc khác nhau. Đây có những cái volume và những cái phím mở mặt. Và volume âm lượng lớn nhỏ nha. Chiếc này đẹp lắm nha các bác. Đáng để cho các bác sưu tầm nha. Và bác nào yêu thích chiếc này cứ alo trực tiếp em qua số điện thoại nha, 0918120267, và đây cũng là số Zalo của em, các bác kết bạn Zalo giúp em nha. Để cần hình ảnh và video em gửi thêm cho các bác tham khảo. Tại sao cái số ngược? Tại vì em mở mặt ra. Còn cái này nè, em cho cái mặt nè vô đây, em mở mặt ra cho nó đẹp, cho nó độc lạ. Nó khi nó đổi nhạc thường là nó ghép lại hiện trạng ban đầu để cho mình xem dài nha. Không quá trời đẹp không. Rồi em kết thúc video, chào các bác nha.